Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý khác. Tại tỉnh Tây Ninh đã diễn ra hội nghị phát triển du lịch vùng Đông Nam Bộ với chủ đề liên kết phát triển bền vững. Tham dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lãnh đạo các tỉnh thành trong khu vực và tổng lãnh sự một số quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tại hội nghị phát triển du lịch vùng Đông Nam Bộ, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và năm tỉnh trong vùng Đông Nam Bộ gồm Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai và Tây Ninh đã ký kết thỏa thuận liên kết phát triển du lịch vùng Đông Nam Bộ giai đoạn 2020-2025. Đây là khu vực có nhiều danh lam thắng cảnh, hệ thống di tích văn hóa lịch sử làng nghề và ẩm thực phong phú là những lợi thế để phát triển du lịch của vùng. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao việc các địa phương đã đồng lòng hợp tác liên kết để phát triển du lịch, đồng thời đề nghị trong chiến lược phát triển du lịch của vùng cần lấy người dân làm trung tâm để cơ cấu lại thị trường, làm mới những sản phẩm du lịch. Các địa phương cần phân tích thị phần và thị trường khách mục tiêu của vùng, từ đó xác định được chiến lược phát triển sản phẩm du lịch, quảng bá xúc tiến chung cho phù hợp. Trong năm qua, vùng Đông Nam Bộ đã đón trên 10 triệu lượt khách quốc tế, tăng 27,8% so với cùng kỳ, doanh thu đạt hơn 7 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 trong 6 tháng đầu năm nay, lượng khách quốc tế giảm mạnh chỉ đạt gần 1,7 triệu người, giảm 65% so với cùng kỳ.